There he is. Get him. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 1 năm 2016. Hoàng Long kính chào quý vị. Trang tin về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thu hút lượng truy cập lớn. Trung Quốc thông đường dây điện thoại quân sự với Việt Nam. Tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm trong ngày đầu năm mới. Và một số tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một trang web đăng tin tức thời sự trong nước và cổ suý Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư đã lọt vào danh sách các trang được nhiều người truy cập nhất Việt Nam. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyễntấnduong.org hiện đứng thứ 21. Hồi tháng 9 vừa qua, trang web này thậm chí còn lọt vào top 10. Khi phóng viên VOA tiếng Việt truy cập trang web này vào tối ngày 1 tháng 1, theo công cụ đếm trên đó, có hàng ngàn người đọc cùng lúc và đa phần người truy cập trên trang này là từ Việt Nam. Chưa rõ ai đứng đằng sau trang web mà cho tới nay, theo con số đếm hiển thị trên trang mà VOA không thể xác nhận độc lập, đã có tới hơn 2 tỷ lượt người xem. Trang web được thiết kế bài bản, cập nhật hàng ngày về các hoạt động của ông Dũng, cũng như ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Việt Nam. Nhà quan sát tình hình chính sự trong nước, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định. Những cái trang đấy là những trang của một cái thế lực mà nó không ra mặt nào đấy và nhiều người cũng có thể đoán được đấy là cái thế lực nào. Và sở dĩ những trang web nó thu hút được bạn đọc là bởi vì nhiều khi nó đưa những cái thông tin đấu đá, nhiều khi nó cũng đưa những cái thông tin khá là nhạy cảm mà cứ tưởng như là cái đấy là một cái thông tin chính thống. Khi các đại biểu quốc hội phải chất vấn thẳng ông thủ tướng xem là cái trang nguyentấnduong.org có phải là trang của ông không, và ông phải nên trả lời một cách rõ ràng là đúng hay là không. Một bài viết được nhiều người đọc nhất trên trang web này tính tới tối ngày 1 tháng 1 là về chủ đề Đại hội Đảng lần thứ 12, trong đó đặt câu hỏi liệu ai trong các vị lãnh đạo của chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh cho chủ quyền của dân tộc. Bài viết có đoạn, năm 2014, khi nhà cầm quyền Trung Quốc tự lột cái mặt nạ 4 tốt và 16 chữ vàng trên Biển Đông bằng hành động kéo cái giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ngoài ra, bài viết cũng nhắc tới phát biểu không đánh đổi chủ quyền, lấy hữu nghị viễn vông của ông Dũng, và coi đây là một tuyên bố mạnh mẽ nhất với Trung Quốc liên quan tới tình hình Biển Đông. Minh họa cho bài viết là hình ảnh một người đàn ông giơ nắm đấm lên cao trên nền quốc kỳ Việt Nam với chú thích rằng người lãnh đạo bản lĩnh và kiên cường phải là người dám nói lên tiếng nói của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Các trang web không chính thống về các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thu hút được nhiều lượt truy cập trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra và hiện có nhiều đồn đoán về các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực cho vị trí Tổng Bí thư. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm đã chính thức khai thông đường điện thoại trực tiếp với Việt Nam và người đứng đầu bộ này đã gọi điện trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Thường Vạn Toàn nói với ông Thanh rằng quan hệ Việt-Trung đã cải thiện trong năm 2015 với các chuyến thăm lẫn nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thường được trích lời nói rằng vì quyền lợi của cả Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Kinh coi trọng hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Trong khi đó, tờ Quân đội Nhân dân đưa tin rằng việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng hai nước là một nội dung hợp tác mới, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện để lãnh đạo quân đội hai nước kịp thời trao đổi những vấn đề trong quan hệ quốc phòng song phương. Trung Quốc và Việt Nam đồng ý thiết lập đường dây điện thoại quân sự trực tiếp trong chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh năm 2011. Ngoài đường dây quân sự, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đã thiết lập đường dây nóng ngoại giao. Hồi giữa năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc bằng đường dây nóng ngoại giao về vụ khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Cho tới nay, chính quyền Hà Nội không có bất kỳ bình luận nào về tiết lộ của ông Aquino.
Truyền thông trong nước cho biết một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã bị đâm chìm trong ngày đầu tiên của năm mới. Báo Tiền Phong cho biết con tàu bị nạn mang số hiệu QG98459 ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi do ông Huỳnh Thạch làm thuyền trưởng đã bị một tàu nước ngoài tấn công trực diện nhiều lần trong khi đang đánh bắt tại vùng đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị. Báo Lao Động dẫn lời ông Huỳnh Tập, người trực đài Ecom thôn Phần Thất, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, kể lại rằng những ngư dân đang ngủ trưa thì nghe một tiếng rầm, họ bị văng xuống biển và tưởng là bị sóng lớn đánh. Theo tường thuật của ông Tập, thì khi thấy một chiếc tàu tiến lại gần, ngư dân giơ tay lên kêu cứu, nhưng tàu đó tiếp tục đâm lần nữa. Báo Tiền Phong nói, con tàu này có đặc điểm giống tàu đánh lưới của Trung Quốc. Được biết, những ngư dân gặp nạn đã được 6 tàu cá của những ngư dân Việt Nam đánh bắt gần đó đến ứng cứu. Tàu đánh cá bị đâm chìm được nói là có tổng trị giá là 3,5 tỷ đồng và đã hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa từ nhiều năm nay. Tin cũng cho biết tàu Cảnh sát biển 2013 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển tỉnh Quảng Nam cũng ra ứng cứu. Từ New York cho đến Úc và xa hơn nữa, hàng triệu người đã tưng bừng đón chào năm mới trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Khi quả cầu pha lê nổi tiếng được thả xuống ở thành phố New York của Mỹ, hàng ngàn người đã chào đón năm mới tại quảng trường Times. Pháo hoa bừng sáng ở bến cảng Sydney ở Úc, trong khi ở Nhật Bản, bóng bay đã được thả lên trời khi năm mới bắt đầu. Còn tại Mỹ, hoạt động ăn mừng đã không diễn ra vì nhà chức trách ở Brussels hủy bỏ tiết mục bắn pháo hoa năm mới do lo ngại về khủng bố. Một số cư dân của thành phố cho biết họ nghĩ rằng hủy bỏ những hoạt động đón mừng năm mới là quyết định sáng suốt nhất, được đưa ra trong bầu không khí những mối đe dọa khủng bố toàn cầu và những vụ tấn công chết người hồi tháng 11 năm ngoái ở Paris. Cảnh sát ở thành phố Munich của Đức đã ra lệnh sơ tán hai trạm tàu hỏa sau khi nhận được điều mà họ gọi là một mối đe dọa cụ thể vào đêm giao thừa năm mới. May mắn thay, không có vụ việc nào xảy ra tại hai trạm này. Chương trình bắn pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris cũng bị hủy bỏ, nhưng nhà chức trách có chiếu video trên Khải Hoàn Môn. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết trong một thông điệp năm mới rằng Pháp vẫn chưa chấm dứt cuộc chiến với chủ nghĩa khủng bố và rằng mối đe dọa vẫn còn ở mức cao nhất. Khói đen dày đặc tiếp tục tuôn ra từ một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố Dubai vào ngày thứ Sáu, nhưng vài giờ sau đó vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy xảy ra ở gần nơi mà hàng ngàn người đã tụ tập để đón mừng năm mới. Đám cháy dường như đã được dập tắt, nhưng một số xe cứu hỏa vẫn còn lưu lại hiện trường thăm dò tòa nhà 63 tầng bị thiệt hại lớn ở phần mặt tiền. Các nhà chức trách cho biết ít nhất 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tối ngày 31 tháng 12 tại khách sạn Address. Một số khách phàn nàn rằng họ đã không được cảnh báo là tòa nhà đang bốc cháy. Nhà chức trách cho biết họ đã có thể sơ tán tất cả mọi người ra ngoài một cách an toàn. Khách sạn này đứng đối diện tòa nhà chọc trời Burj Khalifa cao nhất thế giới với chiều cao 800 mét, là tâm điểm của màn bắn pháo hoa hoành tráng khắp Dubai để đón mừng năm 2016. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Sáu đã dùng bài diễn văn đầu năm mới để tập trung chủ yếu vào tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế, tránh đề cập trực tiếp tới chương trình hạt nhân của đất nước bị cô lập này. Ông Kim, đeo cặp kính mới, đã nói tới việc cần phải tạo một sự chuyển đổi lớn trong công cuộc phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Ông Kim Jong-un không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể trong bài diễn văn 30 phút, là bài diễn văn thứ tư kể từ khi ông lên nắm quyền sau cái chết của thân phụ ông Kim Jong-il vào năm 2011. Ông Kim Jong-un cho biết nước ông sẽ tiếp tục chủ động cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và sẽ thảo luận trong tinh thần cởi mở với bất cứ người nào có ước muốn chân thành về sự hòa giải, đoàn kết, hòa bình và thống nhất của nhân dân Triều Tiên. Ông cũng cảnh báo rằng nước ông sẵn sàng cho chiến tranh nếu bị gây hấn bởi thế lực xâm lăng từ bên ngoài. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Trong một nỗ lực bất tận nhằm gây bối rối thế giới tâm linh, ngôi nhà bí ẩn Winchester có đầy những hành lang quanh co, ngoằn ngoèo và những đặc điểm lạ thường khác. VOA đã đến thành phố San Jose ở bang California để tìm hiểu về tòa biệt thự lịch sử này. Mời quý vị cùng khám phá. Mm-hmm.
Ngôi nhà bí ẩn Winchester là một tòa biệt thự 160 căn phòng thời Victoria, với đầy những cánh cửa bẫy, mê cung những hành lang và cầu thang chẳng dẫn tới đâu. Những người làm việc ở đây nói rằng bạn sẽ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bước vào cửa. Tôi tin rằng có năng lượng trong nhà, có cái gì đó, cho dù đó là những linh hồn hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Cây phong cầm không đàn được nữa, nhưng một số người nói rằng đôi khi họ có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt của cây đàn phát ra từ căn phòng này. Đây từng là nhà của Sarah Winchester, vợ của William Winchester, có cha là nhà sản xuất loại súng trường Winchester nổi tiếng. Vần ruổi bám lấy cuộc sống của đôi vợ chồng này. Đầu tiên, con gái sơ sinh của họ chết vì bệnh. Sau đó, người chồng qua đời sớm vì bệnh lao. Vì thế, bà ấy đã đi xin lời khuyên từ một người gọi hồn, rất phổ biến vào thời bấy giờ. Và người gọi hồn khuyên bà ấy rằng, tất cả những linh hồn của những nạn nhân chết vì súng trường Winchester đang ám ảnh bà ấy. Bà ấy cần phải đi về hướng Tây và xây một ngôi nhà để vỗ về những linh hồn này. Và sau đó tất cả mọi thứ sẽ ổn. Sarah Winchester nghe theo lời của người gọi hồn. Với dư dả thời gian và tiền bạc, bà định cư tại San Jose, thuê mướn đội ngũ nhân viên 22 người và bắt đầu xây dựng ngôi nhà cho những hồn ma vào năm 1884. Suốt gần 38 năm, người ta cứ cưa, chà giấy nhám và gõ búa không ngừng ở ngôi nhà bí ẩn Winchester. Người quản lý tour tham quan Jana Bomer dẫn đi xem bên trong tòa biệt thự. Một ví dụ của một số những thứ kỳ quặc mà bạn sẽ tìm thấy trong ngôi biệt thự là có những bức tường sau cánh cửa, cửa chẳng dẫn đến đâu cả, cầu thang dẫn lên trần nhà, tất cả những thứ kỳ lạ. Bạn phải quen mới không bị bất ngờ về những thứ kỳ quặc bạn tìm thấy ở đây. Những lối đi bí mật và những ngõ cụt dị thường ở khắp mọi nơi. Đặc biệt một cánh cửa nhìn có vẻ vô hại, nhưng khi mở ra thì lại là một khoảng không 4 mét nhìn xuống vỉa hè bên ngoài. Con số 13 bị nhiều người coi là xui xẻo, hiện diện khắp nơi trong căn nhà. Cầu thang có 13 bước, trần nhà được chia thành 13 phần và có 13 phòng tắm khắp tòa nhà. Bà Jana Bomer nói, không rõ vì sao bà Sarah Winchester lại ưa chuộng con số 13. Có thể những linh hồn đã bảo làm như vậy khi bà ấy giao tiếp với họ mỗi nửa đêm trong phòng gọi hồn. Khách tham quan dường như không e sợ lịch sử ma ám của căn biệt thự này. Tôi thấy rất là ngoạn mục, những bức tường, trần nhà, đồ gỗ. Giống như đi ngược dòng thời gian và xem họ cảm thấy thế nào. Và cố gắng cảm nhận. Bạn không biết trông đợi cái gì. Bạn không biết mình sẽ cảm thấy thế nào. Tôi nghĩ ấn tượng chính là khi mọi người nghe nói về nó thì họ sợ, hoặc họ nghĩ rằng nó đáng sợ. Nhưng không phải như vậy. Nó chỉ làm mình bối rối thôi. Tuy nhiên, đối với bà Bomer, người đã làm việc ở đây không liên tục gần 40 năm qua, những hồn ma không thực sự đáng sợ. Bạn biết đấy, tôi nghĩ có cái gì ở đây thì cũng đều thân thiện cả. Và tôi sợ có người thật trên mái nhà hơn là linh hồn. Tôi thì tôi chào đón những linh hồn ở đây. Có ma hay không, hàng trăm du khách tới biệt thự này để khám phá lịch sử phong phú, hoặc ít nhất là trải nghiệm sự kỳ lạ của nó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa.bạnlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.